kẹt xe rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cách cái khách sạn mình có khoảng hơn 1 cây số đó thôi, nhưng mà mình sẽ để cái máy quay này để xem coi hơn cây số này về tới khách sạn là bao lâu nha. Ở bên chúng ta đang ở Thái Lan, ở Bangkok. Rồi mất bao lâu về tới khách sạn? Này xe máy được vẫn có người chạy và họ không có phân làn nha, họ chạy lung tung hết á, cái chỗ nào trống nó chạy vào chứ không có phân làn xe máy xe ô tô. Thank you.
sứ quán Nhật. Chiều tại thành phố Bangkok, 2 giờ 10 mình nói nhầm, 2 giờ 10 ở thành phố Bangkok, nên là cái tình trạng kẹt xe nó cũng chưa quá nặng nề. Xe có cái là rồi thấy gì nữa?
cái gì? Fuji Loke. Fuji Loke. Là gì nữa? Đó, đó là xin tôi rồi, còn mấy chị đào đúng không? Mấy chị đào. Cà phê. Mà đặc biệt đây không biết có phải là do mình đi lộn chỗ hay không, mấy chị xấu quá trời xấu luôn. Già đúng không? Dâu già không à? Cái này, cái chuyện này ở bên Thái Lan nó là bình thường nha các bạn. Ở bên này họ không có xem xét vấn đề đạo đức gì về cái chỗ đó đâu. Đó là đơn giản là đi du lịch là nó vậy thôi. Pháp luật nó cho phép mà. Giao thông tại Thái Lan nha. Chào các bạn.